Chào mừng anh em đến với kênh của tôi. Tôi là Sato đây, ok. Lâu lắm rồi tôi không ra video kể từ khi ra video này. Mới đấy đã 3 tuần, thôi không lòng vòng nữa vô video thôi. Nếu anh em nhìn thăm lên thì cũng biết tôi định nói gì đúng không? Đúng rồi, tôi định nói về vấn đề mất giá trầm trọng của Hyper Titan CP Common trong TTD. Như anh em biết thì Hyper khi mới ra nó rất mạnh và giá trị rất cao, thậm chí nó còn được ưa chuộng đem vào NLC Mode. Nếu tính ra thì từ khi con Titan cơ lắc đuôi bầu kia ra thì game như end, thậm chí Hyper bị out meta. Chưa hết, khi tệ lan tờ dích xóa hòm của con Hyper X thì không những nó tăng giá mà còn giảm. Lúc mới ra hình như là trên 30.000 game, và sau đó còn 25-26.000. Bây giờ game toàn mấy con trên 100.000 DPC thì Hyper như hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Nói chung thì Hyper bây giờ deck ai cần cho tôi cũng thèm lấy. Thèm thuồng. Ok, tất cả ý kiến trên chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Không đúng thì mong mọi người góp ý. Ok ba. Khoan. Còn một tiết mục nữa, đó là quận ân anh. Ok, với câu hỏi đầu tiên. Sato ơi, ông làm ít bi là từ đâu vậy? À thì vào năm 2019 tôi có xem ông Slenderman và từ lúc đó tôi lại thích trở thành một YouTuber, nhưng hồi đó chưa có máy nên vào năm 2023 tối bắt đầu cuộc hành trình. Bạn tên gì? Mình tên Đại. Bơ dâu cho tôi hỏi làm cách nào để giàu. Mình biết mình đã làm YouTube mệt bỏ mẹ,